Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn kháng cáo qua hạn và không được chấp nhận. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì tôi đi tòa án thành phố Hồ Chí Minh, thì tòa án sau khi mà tòa án làm thủ tục tất cả là 4 vụ cùng một lúc, sau đó thì sẽ xét xử từng cái vụ, thì trong khi chờ cái đến cái lượt của mình thì tôi có xem tòa xét một cái kháng cáo qua hạn. Tôi cũng không đề cập đến vấn đề như thế nào, tuy nhiên rằng là chỉ biết rằng ông này là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong một cái vụ kiện. Thì tại cái ngày mà xét xử của cấp sơ thẩm thì ông có mặt. Thì theo quy định của pháp luật thì kể từ ngày các bên đương sự có mặt ở phiên tòa thì tính kể từ ngày đó trở đi là 15 ngày. Bây giờ chúng ta quay lại vấn đề, ví dụ như cái ngày tòa xét xử là ngày 1 tháng 1 năm 2017, thì tới hết cái ngày 15 tháng 1 năm 2017 thì đó là cái ngày mà các bên đương sự có mặt trong vụ kiện, bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Họ có quyền, bây giờ mình sẽ nói họ phải có quyền họ kháng cáo. Đó là cái thời hạn mà pháp luật cho phép trong trường hợp các bên đương sự thấy cái quyền và nghĩa vụ của mình, thấy cái quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại. Tuy nhiên rằng là đến khi trong cái trường hợp của cái ông đó, thì ông khi mà nhận được bản án thì ông mới kháng cáo. Thì không rõ là bao nhiêu ngày, chính xác là bao nhiêu ngày, nhưng hình như nó là khoảng hơn 1 tháng rưỡi và ông đã kháng cáo. Thì tòa án cấp cao đã xét cái kháng cáo quá hạn này. Thì hai lý do ông trình bày. Thứ nhất là ông bảo rằng là tại cái phiên tòa sơ thẩm thì ông có tham gia nhưng mà ông lãng tài. Thứ hai là ông muốn trình bày vào cái nội dung của một với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Thưa quý vị và các bạn, thì cái việc xét kháng cáo quá hạn thì có viện kiểm sát tham gia và có cái hội đồng xét xử gồm có 3 thẩm phán. Thì sau nghe, khi mà nghe ông trình bày thì có vẻ như là hội đồng xét xử lại không chấp nhận. Vì ông có thể nghe được từng câu từng chữ của cái vị chủ tọa, ông có thể nghe được từng câu từng chữ của người hội đồng xét xử, họ hỏi ông và ông trả lời được, thì không có lý do gì ông viện cái lý do là ông lãng tài. Vấn đề thứ hai nữa rằng là pháp luật ở cái vị hội đồng xét xử đó họ cũng giải thích, nếu trong trường hợp ở cấp sơ thẩm ông được tham gia, ông lấy bản tự khai, ông có ý kiến, ông trình bày và ông không đưa ra trên vấn đề rằng ông hạn chế về trách nhiệm dân sự, thì không có một cái lý do gì để mà buộc tòa án cấp sơ thẩm đưa ra một cái người này bị hạn chế về khả năng nghe, thì tại thời điểm đó ông phải có người gọi là giúp ông để mà bảo vệ quyền lợi cho chính ông. Tuy nhiên rằng ông bảo rằng là tại phiên tòa thì ông cũng có khi nghe được vậy không, cho nên vị hội đồng xét xử, trong hội đồng xét xử đã nói rằng là nếu như trong trường hợp quyền lợi của ông thì ông đã được bổ sung ở cấp sơ thẩm. Vì tại phiên tòa hôm nay chúng tôi đã giải thích và có khi nghe, có khi không. Cũng may mắn là tại cái phiên tòa hôm đó thì có một cái người bà con cũng xa và cho rằng là họ giúp
cái khả năng là giống như là phiên dịch. Thưa quý vị và các bạn, theo cái quy định của điều 156 của Bộ luật Dân sự, sự kiện bất khả kháng là một sự kiện xảy ra mà do thiên tai, do chiến tranh, mà mọi người đã dùng tất cả những cái khả năng của mình nhưng mà không thể làm được. Ví dụ như sự kiện bất khả kháng như thế này, quý vị và các bạn. Hôm nay là tôi có một cái phiên tòa ở ngoài miền Trung. Tuy nhiên rằng là tôi đi tới ở giữa đường thì lũ tràn về. Và khi lũ tràn về như vậy thì tôi không thể đến đúng theo thời hạn mà giấy triệu tập của tòa. Như vậy đó là một cái gọi là thiên tai địch họa. Còn trường hợp thứ hai nữa, trường hợp này thì ít thấy hơn. Hôm nay tôi đến tòa nhưng mà xảy ra một cái chiến tranh gì đó và tôi không thể, cho nên trong tất cả một số trường hợp về dân sự, về hành chính, về hình sự đều có một cái sự kiện bất khả kháng. Ngay cả trong đấu giá cũng vậy, có những cái sự kiện bất khả kháng. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện nằm ngoài cái ý thức của con người. Con người đã cố gắng nhưng vẫn không thể đạt được. Thì viện kiểm sát sau khi nghe cái trình bày kháng cáo quá hạn của ông về hai lý do. Thứ nhất là nội dung thì kháng cáo thì không có gì mới so với những cái lời trình bày ở bản tự khai. Và cái thứ hai là ông cho rằng ông có mặt tại phiên tòa thì là như là do là lãng tài, cho nên viện kiểm sát đã không có chấp nhận cái kháng cáo quá hạn. Và trở lại sau khi tòa nghị án thì tòa trở lại, thay vì tòa đọc cái như những lần khác thì tòa án đã chỉ phán phán chỉ giải thích rằng là trong trường hợp này thì cái kháng cáo quá hạn của ông không được chấp nhận và cái bản án sơ thẩm của tòa án có hiệu lực pháp luật. Và thay vì đọc một mặt dài như một số cái bản án thì chị hướng dẫn một cách nhẹ nhàng, chậm để ông hiểu được rằng cái quyền kháng cáo của ông không được tòa án cấp phúc thẩm cấp cao chấp nhận. Thưa quý vị và các bạn, đó là những cái trăn trở trong cái quá trình hành nghề. Cái kiến thức của người dân, cái kiến thức của một người nông dân thấp quá. Họ không biết kiến thức để họ tự bảo vệ mình. Và nếu trong trường hợp những người đã được cập nhật kiến thức và họ xem cái kiến thức này như là một cái nguồn để họ tự bảo vệ mình thì chắc chắn sẽ không có trường hợp xảy ra. Trở lại vấn đề, tôi muốn thông qua cái video này để nói cho quý vị và các bạn. Nếu quý vị các bạn là đương sự trong một cái vụ án, đương sự trong một vụ kiện như là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan đối với một cái vụ án dân sự, nếu quý vị là bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, thì quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn có mặt tại cái phiên tòa hình sự, có mặt tại phiên tòa dân sự và quý vị cảm thấy rằng cái quyền và lợi ích hợp pháp của mình mong muốn được kháng cáo để giảm án, mong muốn kháng cáo để bồi thường thiệt hại, mong muốn kháng cáo để tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại, thì quý vị hãy kháng cáo trong thời hạn để tránh trường hợp như cái ông tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Cái cách tính kháng cáo là như thế này quý vị và các bạn. Cái ngày mà tòa tuyên án, cái ngày mà tòa xử đó, tính cộng thêm 15 ngày. Bây giờ mình cộng thêm đúng 14 ngày và kháng cáo. Thưa quý vị và các bạn, trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, Văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc muốn chuyển tải đến quý vị và các bạn một cái thông điệp đơn giản nhất, gần gũi nhất. Và thông qua cái video này, tôi muốn quý vị và các bạn cập nhật thêm kiến thức quý vị phải kháng cáo trong thời hạn 15 ngày.
thể từ ngài Toàn Bình An. Xin trân trọng cảm ơn.